Em Thụy xin chào cả nhà yêu Lan. Chiều hôm nay em sẽ lên cho bác nhà mình một số những cái dòng năm cánh trắng đang nụ và hoa các bác nhé. Nhà mình mua hàng thì liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974 752 462. Hôm nay rất là nhiều những cái mặt hàng đẹp, gồm có năm cánh trắng và hồng, và hầu như là các bác sẽ chưa có những cái giống này. Các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em hoặc là kết nối Zalo nhé. Tối nay vào lúc 8:30 em sẽ live stream trực tiếp vào kênh Hoa Lan Thu Thùy, là kênh riêng của nhà vườn em ạ. Thì đầu tiên em sẽ mời các bác nhà mình ngắm, đây là cái bông năm cánh trắng HO hay còn gọi là hiển oanh đấy ạ. Nó là, đây là bông tự nhiên không hề kích các bác nhá. Quay sát thân cho bác nhà mình này, là bông không hề kích. Đấy, để cho bác nhà mình biết là hoa tự nhiên, để bình thường nó vẫn ra hoa được bình thường nha các bác nhá. Cái bông này nó vừa mới nở trong ngày hôm nay xong, và đây nó đang còn 2-3 cái nụ còn đang còn hé nữa. Ở dưới này là có một cái thân kỳ. Đấy, vì là kỳ tự nhiên nên là nó là kỳ mới vừa nở lá, nó đã có rễ luôn. Và bên này các bác có được ba cái mầm gốc, ba mầm gốc thì nó rất là to và đẹp các bác nhá, phát triển khỏe bình thường cho em này. Cái này thì bác nào ở khu vực miền Bắc nhà mình lấy về vẫn chơi hoa thoải mái 10 15 ngày là bình thường các bác nhá, vì bông vừa mới nở xong chiều hôm nay. Đơn số 1 em chia sẻ cho cả nhà mình với giá là 450.000, chưa bao gồm tiền cước vận chuyển các bác nhá. Năm cánh trắng HO. Tiếp theo em sang mã số 2 của em, đây là cũng là hoa tự nhiên không kích luôn, cũng là HO luôn các bác nhá, là 300.000 cho đơn số 2, gồm có là 4 cái nụ. Chắc cái này tầm khoảng là ngày mai hoặc là ngày kia nó sẽ nở. Và bên này là nó được một chuỗi kỳ các bác nhá, kỳ là kỳ năm 2 này. Đây các bác thấy này, kỳ năm nhất nó lên ở trên thân và nó đang ra cả mầm gốc luôn. Một mầm gốc dài, dài bằng thân hoa luôn rồi các bác ạ, một dãy kỳ nhá. Đơn số 2 ạ, với giá là 300.000 HO. Đơn số 3 của em cũng là hai thân đang nụ cả nhà mình nhá. Hai thân đang nụ này, hai mầm gốc này, một thân kỳ này, và ở dưới này cũng có rất là nhiều kỳ cả nhà mình nhá. Riêng cái bông của HO thì bông của nó to và khuôn của nó đẹp hơn các bác nhá. Đơn số 3 với giá là 350.000 ạ. 350.000 đơn số 3. Em sang mã số 4, mã số 4 là 280. Như con này đáng lẽ là rất là tiếc, con này đáng lẽ nó phải ra hoa đấy các bác, nó bị gập mất thì nó lại ra kỳ một chuỗi luôn. Rất là nhiều kỳ. Con này thì nó đang còn hoa ở trên ngọn các bác nhé. Mầm gốc thì rất là to luôn, mầm gốc to mập, mầm gốc nó dài bằng thân hoa luôn rồi các bác ạ. Đơn số 4 ạ, 280.000 thôi. Đây các bác lấy cái này về nhà mình cắt được rất là nhiều kỳ để nhà mình nhân giống này. Kỳ năm 2 thì nó phát triển cực kỳ là khỏe các bác nhé. À đây này, nó cút nụ này. Đó. Kỳ mà nó cũng có nụ đấy các bác. Ồ đây nụ lên này. Đây cũng có này, đây là mấy cái này này. Này nụ này. Này không để ý nhỉ. Em cứ tưởng là kỳ năm nhất ở trên thân là không có cơ. Đơn số 4 ạ, 280. Tiếp theo em mời các bác nhà mình ngắm đến cái mặt bông là năm cánh trắng trăng non các bác nhá. Mà xưa đắt lắm. Cái dòng này thì nó ít lắm các bác ạ, bông đẹp lắm. Bông đẹp tuyệt vời luôn. Thân có nụ này. Mà có duy nhất một chậu thôi cả nhà mình nhá, cây trăng non. Cái con này là đáng lẽ nó có hoa hết rồi các bác, nhưng đẹp mà vẫn hơn, đẹp hơn cả nhà trang đúng không ạ? Vẫn đang còn sót một cái bông một nhà cái trang. Cái này là cái bông này nó lên từ cái kỳ đấy các bác. Chứ còn nó đã ra hoa hết một lượt ở nhà vườn rồi, ở vườn rồi. Đấy, còn bây nó vẫn đang còn được hai cái bông. Đây, một giò nái luôn cả nhà mình nhá, trăng non đây ạ. Với giá là 900.000 cho đơn năm cánh trắng trăng non. Một giò nái luôn cả nhà mình nhá, và cũng có duy nhất một giò thôi. Những cái giò này thì bác đấy cũng đã lách rất là nhiều kỳ rồi để làm giống này. Cái con này thân của nó mảnh thôi, chứ thân của nó không có to đâu, nhưng các bác thấy thân của nó rất là dài. Hầu như là cái thân của nó dài cả mét đấy các bác ạ. Các bác ở đây nhà mình có được là ba cái thân mầm gốc rất là dài các bác nhá. Ba mầm gốc dài. Và bên này em thấy là các bác được 3 hoặc là 4 kỳ, 4 kỳ. Tổng cả là 4 kỳ tất cả nhá. Các về đang ngắm, vẫn ngắm tiếp này. Được 4 cái nụ đấy các bác ạ. Đấy, năm cánh trắng trăng non nhá, mặt bông đẹp lắc môi trái tim, rất là xinh luôn, bông cánh bầu. Đẹp. Cái này thì bác nào lấy cả giò thì em sẽ chia sẻ, còn không thì nếu như mà nó nhiều tiền bác, các bác mà không chia sẻ được thì nhà mình tối nay các bác có thể live stream em sẽ cắt kỳ ra để chia sẻ các bác nhé. Đơn trăng non của em là 900.000. Tiếp theo em sang một đơn nữa, đơn này nó cũng trắng đang đen. Đây ạ, đơn số 6 các bác nhé. Năm cánh trắng phôi đen với giá là 1 triệu. Con này bông của nó rất là đẹp luôn.
đây mặt hoa tàn. Cái này là mặt hoa tàn tàn đấy các bác, đây là tinh luôn. Nó còn chưa hé, cái cánh của nó như cánh nhựa luôn, nó đẹp lắm. Con này thì ngày mai là nó ở căng nữa là đẹp các bác. Nó hơi tàn rồi. Bảy thân. Eo con này đẹp lắm các bác ơi, con này rất là đẹp nhá. Bông của nó cực kỳ là xinh luôn. 5 cánh trắng khôi đen đơn rụt 6 của em với giá là 1 triệu. Bây giờ là cứ mua những cái hàng nó đang có nụ có hoa như thế này, các bác về ngắm hoa luôn thì nó dễ dàng. Em thì được cái là toàn bán hàng năm 2 trở lên. Đơn số 6, 5 cánh trắng khôi đen với giá là khôi đen các bác nhá. Với giá là 1 triệu. Cái vườn này thì bác đấy toàn siêu tầm với gọi là những cái mặt bông rất là đẹp, độc để cho các bác ngắm. Bông cái con này nó tàn mất rồi, còn con này thì nó lại chưa căng lắm để các bác nhà mình ngắm toàn cảnh cái bông. Đơn số 6 với giá là 1 triệu 5 cánh trắng khô đen. Tiếp theo em sang mã số 7 của em, đây là con á mắt châu lông xanh nhá. Mắt châu lông xanh của Phú Thọ, cái nhà mình nhá. Mắt châu lông xanh Phú Thọ. Bây giờ nếu như để nói là cái phi điệp thì nó gọi là cuối cái mùa hoa rồi các bác ạ. Nên là nó còn sót được vài cái nụ thì các bác nhà mình ngắm nhá. Nhà mình tranh thủ cho em đơn số 7 ạ. Mắt châu lông xanh của Phú Thọ với giá là 450.000. Con này thì còn được vài cái nụ. Đây con này bầm gốc thì siêu to luôn. Đây là còn mấy cái. Các bác nhà mình có thể là về sang chậu cho em nhá. Vì cái dòng này thân thủ của nó rất là to. Nó thuộc vào cái dòng thân thủ cánh đẹp đấy các bác nhá. Nó thân thủ đẹp lắm. Nên là nhà mình sang chậu to cho em để các bác nuôi những cái mầm gốc này được lớn hơn nhá. Thế con này là 4 cái mầm gốc cực kỳ là to này. Đơn số 7 ạ, 450.000. Em sang mã số 8. Con hồng Nam Định đẹp không? Hồng Nam Định con này đẹp lắm các bác. Con hồng Nam Định này thì nó cũng bị tàn mất rồi, nhưng mà vẫn đang còn giữ lại cái bông tàn này để cho nhà mình thấy. Con hồng Nam Định này nó cực kỳ là đẹp luôn. Còn đẹp như hồng Mỹ Nhân luôn. Nó con này đẹp lắm mà cây rất là đanh nhá. Hồng Nam Định với giá là 200.000 cho đơn số 8. Đây các bác nhá, bông của nó cũng tàn nhiều rồi nhưng mà vẫn đang thấy nó rất là đẹp đấy các bác ạ. Đơn số 8, hồng Nam Định với giá là 200.000. Đơn số 9 ạ, hồng xòe. Cái con hồng xòe này vẫn đang còn hoa các bác nhá, nhưng mà hoa của nó cũng bị nhạt nhiều rồi. Đấy, em cho nhà mình xem cái bông nó nở căng bông nhá. Thế còn cái bông này thì nó cũng đông nở. Đặt lắm đấy. Nó nở lâu rồi. Hồng xòe có một giò đúng không? 300 triệu đến tí một chậu này là 200.000. Đơn hồng xòe số 9 với giá là 200.000 thôi các bác ạ. Hồng xòe cả nhà mình nhá. À con này thì nó bị gãy mầm gốc rồi. Nên là các bác nào mà lấy con này thì em mới để giá 200.000 thôi các bác nhá. Đơn số 9 với giá là 200. Các bác có thể là làm kia ở bên này. Em sang đơn số 10. Con này là con gì nữa? Hồng xòe tiếp cho em nhá. Đơn số 10 tiếp tục là hồng xòe. Con này thì hoa của nó tàn rồi các bác ạ. Nhưng mà các bác vẫn được giữ cái mầm gốc rất là đẹp nhá. Hồng xòe xanh. Đơn số 10 với giá là 200.000 thôi ạ. Hồng xòe các bác nhá. Tí này thì nó giờ rẻ đấy. Em sang đơn số 11 là hồng Mỹ Nhân. Hồng Mỹ Nhân nhiều, rất là nhiều bác hỏi em đây ạ. Hồng Mỹ Nhân 300.000 luôn ạ. Cho đơn hồng Mỹ Nhân số 11 các bác nhá. Hồng Mỹ Nhân nhiều bác hỏi em lắm. Hôm trước bán hồng Yên Thủy thì các bác lại hỏi hồng Mỹ Nhân, hôm nay em có rồi, các bác ủng hộ em nhá. Đơn số 11 hồng Mỹ Nhân với giá là 300.000. Đơn số 12. Con này là con hồng trinh nữ các bác nhá. Đây nếu mà để nó các bác nhìn thân là nhà mình có thể phân biệt mà. Đơn số 12 là hồng trinh nữ. Con này mặt bông cũng rất là đẹp, thân của nó đây các bác nhá, thân đẹp lắm. Tất nhiên là từ thân đến lá của nó siêu đẹp luôn. Đơn số 12 là hồng trinh nữ với giá là 250. Hôm nay toàn những mặt bông mới lạ thôi các bác ạ. 13 của em đây ạ. 13. 13 cũng là hồng trinh nữ luôn các bác nhé. Đây. Em có được hay là 3 giò hồng trinh nữ ấy. 13 hồng trinh nữ với giá là 260.000. 14 là hồng phấn. 14 là hồng phấn. Hồng phấn các bác nhé. Mã số 14 hồng phấn. Hồng phấn con này trồng một cái chậu đẹp lắm các bác ạ. Hồng phấn là 300.000 mã số 14 thôi. Hồng phấn. Đây. Con này trồng trên chậu gỗ xịn sò luôn các bác. Đây là cái bông của nó rụng tàn. Đơn số 14 hồng phấn với giá là 300.000. Em lên mã số 15 là con hồng Yên Thủy đang có nụ các bác nhá. Hồng Yên Thủy 180.000 đang có nụ luôn.
Tóm lại là các bác mà chịu để ý ấy, thì nhà mình sẽ thấy là những cái dòng thân nó đều khác nhau, cứ không có thân nào giống thân nào đâu các bác ạ. Đây hồng yên thủy của em đây, 180.000 mã số 15 cả nhà mình nhá. Tối nay vào lúc 8:30 em sẽ live stream trực tiếp ở trên kênh Hoa Lan Phong Thủy. Hôm nay thì rất là nhiều mặt hàng luôn nên là rất là mong được sự ủng hộ của các bác nhà mình vào lúc 8:30 cả nhà mình nhé. Em chào các bác ạ.